Tâm sen là loại dược liệu chị mất ngủ khá là tốt và được nhiều cô chú anh chị biết đến Thì cái tâm sen nó cũng sẽ chia làm nhiều loại nhé Ví dụ như cái loại tâm sen bình thường, loại vụn, ấy, loại nhỏ đó Thì nó sẽ hiện tại nó sẽ là 200 000 đồng cho 1 kg Nhưng mà như ở đây tâm sen của mình loại nó sẽ to hơn Nghĩa là loại to đấy Thì nó sẽ có giá là 250 000 đồng cho 1 kg Mỗi một gói như thế này thì đóng nửa ký Tại vì có những cô chú anh chị, nhiều người cũng chỉ lấy nửa ký thôi Có những người thì sẽ lấy một ký Nhưng đa số mọi người lấy một ký một cân đấy thì tâm sen hiện tại của mình là như thế này thì mọi người có thể thấy là cái tâm sen này làm rất là khô rồi và khi mà mọi người về đó thì chúng ta chỉ việc hãm nước uống thôi và cái này tác dụng của nó chính chủ yếu là trị mất ngủ vì nghĩa là những cô chú anh chị nào mà chúng ta đang bị uh, buổi đêm đó mình không có ngủ được hay là buổi trưa đó mình không có ngủ được ngủ nó cứ thao thức mà khó ngủ mắt cứ mở chừng chừng nằm mãi không ngủ được ngủ không sâu giấc thì chúng ta sử dụng cái tâm sen này để chúng ta hãm nước uống và cái tâm sen này đó thì cái vị nó khá là đắng cho nên là nhiều cô chú anh chị là chúng ta những người nào mà không uống được đắng thì không nên lấy thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng những cái loại dược liệu khác hoặc là cái thuốc khác Đấy. thì cái tâm sen như này thì nó đắng cái vị nó đắng nha và một cân như thế này thì chúng ta sẽ uống dao động được khoảng tầm một tháng đến hơn một tháng tùy theo cái lượng mọi người pha Đấy và cái tâm sen thì ở cái hiện tại nên sẽ như thế này thì cô chú anh chị có thể xem kỹ cái tâm sen ở bên mình đang bán tâm sen thì được lấy từ cái hạt sen ra và cái phần tâm thì sẽ rút rút cái nõi nghĩa là rút cái tâm này ra bắt đầu là sấy khô sấy khô thì sẽ tạo ra cái thành phẩm như thế này về chúng ta cứ hãm nước như hãm trà thôi còn cái hạt sen thì cái đó thì để nấu ăn bình thường hạt sen bên mình cũng có luôn. Đấy. Thì cô chú anh chị có thể uh, uh, khi mà chúng ta bị mất ngủ thì chúng ta sẽ sử dụng tâm sen này. Có nhu cầu về tâm sen cứ liên lạc mình theo số điện thoại trên màn hình 0971 0971858882. Thì tâm sen này hiện tại bây giờ giá của nó đang là 250 một kg. Còn uh, những cô chú anh chị nào muốn rẻ hơn nữa thì chúng ta lấy loại vụn hơn thì nó sẽ rẻ hơn nó chỉ có 200 thôi nhưng mà nó sẽ không có to đây loại to như thế này thì là hai trăm rưỡi một cân Đó. sẽ gồm hai gói à, giá chưa bao gồm phí ship ví dụ như mọi người lấy hai ký thì bên mình sẽ bao ship thì cô chú anh chị có nhu cầu thì cứ liên lạc theo mình số điện thoại ở trên màn hình ở đây